Hello, xin chào tất cả mọi người. Đồ gỗ mỹ nghệ Xuân Quỳnh Naxuri xin giới thiệu đến tất cả quý khách hàng một chiếc giường sơn thủy hữu tình, chất liệu là bằng gỗ cẩm lai. Và chiếc giường này có kích thước là 1m8 x 2m. Thì sau đây chiếc giường này có gì đặc biệt thì em sẽ quay gần cho các bác xem. Đây là một chiếc giường em làm hàng đặc cho một anh khách tại Thái Bình, và anh chuẩn bị cưới con trai nên anh đã đặt bên cơ sở em một chiếc giường là sơn thủy hữu tình để giúp gia đình hạnh phúc, cũng như là gia đình hòa thuận hạnh phúc. Thì anh có đặt bên cơ sở em là một chiếc giường đục cảnh sơn thủy hữu tình, là kích thước là trong lòng là 1m8 x 2m. Thì anh có đặt bên cơ sở em mà chiếc giường này là 1 tháng, và hôm nay thì em đã làm xong phần thô thì em quay cho anh để anh, vì anh bận anh không thể xuống trực tiếp lên cơ sở em để kiểm tra hàng. Thì đây là hàng đặt, thì anh làm chọn toàn bộ là một màu gỗ, một màu tím, vâng, rất là đẹp. Ván mặt là ghép 3 miếng dày 1/2. Đây thì em xin quay gần cho các bác xem những nét đục. Rất là đẹp. Rất là đẹp và đẳng cấp. Ván vách của em là dày 1/2 nha các bác nha. Ván vách đục là dày 1/2. Vâng, thì như các bác đã biết thì chất liệu gỗ cẩm lai thì là một trong những dòng gỗ rất là quý hiếm và thuộc nhóm gỗ thuộc nhóm 1 và đang nằm trong danh sách đỏ, cũng như là dòng gỗ quý hiếm và đắt tiền. Đây, phần gỗ cẩm lai thì rất là đẹp. Rất là đẹp, màu thì rất là vip. Màu gỗ này, vân gỗ này, chất liệu gỗ thì rất là lì. Đây hàng này em, anh có yêu cầu bên em mà làm toàn bộ là những các cái đố mòi này nhá. Toàn bộ là có những cái mọng lỗ thủng này. Mọng lỗ thủng là để làm sao? Để có nghĩa là chúng sẽ kết nối lại với nhau, cấu tạo thành một cái lỗ mọng mà để gắn kết lại với nhau. Thì không cần gắn keo thì cũng có thể sử dụng được luôn, đảm bảo 100% là không xô sạch đi được. Đây, toàn bộ những cái đố mòi này như là có mọng nhá. Nhiều người thì cho rằng là để hở như thế này thì là xấu, nhưng với những ai mà đẳng cấp mà biết chơi hàng thì đây mới gọi là dân chơi gỗ thí thiệt. Vì làm như thế này thì mọng mạng rất là chắc chắn và phải đòi hỏi yêu cầu tay nghề của thợ rất là cao, và gỗ phải đủ, không được gỗ thiếu thì mới có thể làm được cái mọng như này. Đây, ngăn kéo bên em này, đây là hai cái tủ táp để đèn ngủ cũng như là bày những cái đồ vật lên đây. Thì ngăn kéo bên em cũng làm toàn bộ là có mọng nhé, toàn bộ là có mọng và 100% không bắn đinh. Thì ván đây cũng được toán nhân để soi vào mọng. Đây là những cái cổ chỉ được hoa lá tây, cổ chỉ được sen dẹo nhé. Yếm thì bên em là đục mai của những con chim để tượng trưng cho những tài lộc phú quý. Đây thì các lỗ mọng cuốn tranh thì bên em cũng làm là làm toàn bộ là mọng chống vênh nhá, mọng thủng chống vênh. Làm như vậy thì là chiếc mặt rất là chắc chắn và rất là đẳng cấp, thể hiện được tay nghề của những người thợ có những cái tay nghề đẳng cấp cao. Thì em không xin giới thiệu qua cho các bác thì tại sao bên em lại để hở như thế này. Bên em để hở như thế này là để cho những cái tấm ván mặt nó có độ hở và sẽ giúp co ngót rất là tốt. Thì là khi mà em chuẩn bị đi hoàn thiện thì là em sẽ mang phơi nắng. Thì là vì cái gỗ, dòng gỗ cẩm này co ngót rất là
độ co ngót rất là lớn, kể cả tẩm sấy rồi nó vẫn còn độ co ngót. Thì em để ngươi này thì cho nó co ngót hết khô, gỗ khô kiệt thì bắt đầu em đem vào gắn mặt. Và hàng này là hàng toàn bộ là tháo lắp nha các bác nha, hàng toàn bộ là tháo lắp. Thì cơ sở em làm tại làng nghề thôn Kim Bảng, xã Ưng Mạc, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Nếu như mọi người có quan tâm đến sản phẩm thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại cũng như Zalo 0362585555 để em có thể tư vấn cũng như là giải đáp thắc mắc cho các bác về các dòng gỗ sản phẩm về đồ gỗ mỹ nghệ Cẩm Lai. Thì để kết thúc video này thì em sẽ xin quay tổng thể lại chiếc giường cho các bác xem. Vâng, rất là đẹp. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.